là phản xạ thần kinh tự nhiên xảy ra khi chúng ta thở ra bất thình lình và mạnh. Ho không phải là bệnh mà là một triệu chứng và nó là cơ chế đẩy vi trùng, virus, chất nhầy nhớt ra khỏi phế quản, giúp bảo vệ họng và phổi. Ở trẻ em, ho có thể là triệu chứng của cảm lạnh thông thường hay đôi khi gặp ở trẻ em bị hen suyễn, nhưng cũng có khi là biểu hiện của nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm thanh quản, viêm phế quản. Một trong những cái biểu hiện rất là thường gặp khi mà trẻ mắc bệnh hô hấp đó là triệu chứng ho. Ho là một trong những cái phản xạ rất là dễ phát hiện, nhất là những em bé bị viêm họng, viêm amidan, rồi viêm phổi, viêm phế quản. Thì ho về mặt sinh lý học, đây là một trong những cái phản xạ có lợi cho cơ thể của chúng ta. Ho sẽ giúp cho cơ thể tống xuất những cái tác nhân gây bệnh ra khỏi đường hô hấp. Tuy nhiên, nếu như mà ho quá nhiều gây những khó khăn trong vấn đề sinh hoạt ăn uống, nhất là em bé có bú mẹ hoặc là ăn những cái đồ ăn thì rất là dễ bị ói ra, thì ho sẽ làm cản trở trong vấn đề sinh hoạt và ăn uống. Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, thời tiết thất thường, đặc biệt thời gian giao mùa là điều kiện lý tưởng để vi sinh vật phát triển, khiến trẻ em dễ mắc các bệnh về đường hô hấp gia tăng. Đối với trẻ em, ngay khi có các triệu chứng ho, việc chăm sóc trẻ rất quan trọng, bởi đây là lúc trẻ thường ăn uống khó và hay quấy khóc. Để giúp cho phụ huynh có những cái cách chăm sóc bé khi mà bị viêm đường hô hấp thì cũng có nhiều cái biện pháp. Một trong những cái biện pháp hàng đầu hiện nay thì chúng tôi nhận thấy đó là chúng ta sẽ theo cái lời tư vấn của bác sĩ điều trị để làm sao chúng ta chăm sóc tốt. Đầu tiên là những em bé mà còn đang bú mẹ thì nên cho bú mẹ nhiều hơn. Tại vì cái sữa mẹ sẽ làm cho em bé mau khỏi bệnh, nó có sức đề kháng tốt và bổ sung cái nguồn nước uống. Cái thứ hai là nên cho em bé ăn những loại thức ăn rất là dễ tiêu, lỏng mềm. Ho lâu ngày không khỏi còn là nguy cơ dẫn đến các bệnh khác về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn. Điều trị các bệnh này với người lớn đã khó, với trẻ em lại càng khó hơn bởi cơ thể trẻ nhạy cảm, không nên dùng quá nhiều các loại thuốc tân dược, thuốc kháng sinh, dễ gây dị ứng và nhờn thuốc. Vì vậy, việc điều trị sớm triệu chứng ho ở trẻ em là rất quan trọng. Đối với những trường hợp trẻ em ho do nhiễm khuẩn đường hô hấp giai đoạn đầu, việc điều trị có thể áp dụng thuốc có nguồn gốc từ thảo dược. Một trong những cái biện pháp giúp cho phụ huynh chúng ta có thể cải thiện cái tình trạng ho là phụ huynh sẽ sử dụng những loại thuốc ho an toàn hiệu quả. Đặc biệt những cái loại thuốc ho này có nguồn gốc từ thảo mộc, thảo dược, sẽ giúp cho em bé giảm được những cái triệu chứng ho, giúp em bé thoải mái hơn trong vấn đề ăn uống cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Thì đây là một trong những cái biện pháp mà rất được phụ huynh quan tâm. Hiện nay thì cái vấn đề mà sử dụng thuốc ho an toàn có nguồn gốc từ thảo mộc, thảo dược thì có lẽ cũng được phổ biến rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta có thể chế biến tại nhà rất là dễ, ví dụ như là rau tần dày lá này, rồi tắc chưng với đường phèn, mật ong hấp với gừng. Ở ngoài Bắc thì có cái bài thuốc là hoa hồng bạch hấp đường. Thì đây là những cái bài thuốc mà chúng ta có thể chế biến và cho trẻ uống rất là hiệu quả trong vấn đề giảm ho. Trong dân gian từ xưa đã lưu truyền bài thuốc chữa ho từ húng chanh, núc nác. Đây là hai loại cây không hề xa lạ tại các vùng nông thôn Việt Nam. Nhưng đây lại được xem là hai dược liệu quý để chữa ho có hiệu quả bởi tính kháng khuẩn cao nhưng lại không có tác dụng phụ. Trẻ nhỏ, thậm chí là trẻ sơ sinh, bị ho lâu ngày không khỏi, các lương y thường cho dùng húng chanh và núc nác bởi hiệu quả của hai vị thuốc này. Năm 1983, chế phẩm Siro Aztec do nhóm bác sĩ dược sĩ khoa dược Bệnh viện Nhi Đồng 1 nghiên cứu bào chế và đưa vào sử dụng tại bệnh viện. Sau hơn 20 năm được sản xuất và điều trị cho các bệnh nhi tại đây, thuốc ho Aztec là một trong những sản phẩm trị ho được các thầy thuốc và phụ huynh tin tưởng hàng đầu. Bằng chứng của nó là tần dày lá và núc nác. Đây là những dược liệu đã có tại Việt Nam, thứ nhất là có tại Việt Nam và đã được sử dụng lâu đời qua những bài thuốc cổ phương hoặc là qua kinh nghiệm của nhân gian. OBC là kết hợp những cái thảo dược nó đã có để một phần phát huy được cái nguồn dược liệu trong nước. Cái thứ hai là kết hợp với lại cái quy trình chiết xuất sản xuất hiện đại đã bào chế ra được một cái sản phẩm thì có chất lượng tương đối ổn định, hiệu quả. Và qua đánh giá của chúng tôi là nếu mà sản phẩm mình được uống ngay giai đoạn đầu khởi phát của bệnh ho thì có thể có hiệu quả rất là tốt mà không cần phải sử dụng đến những cái thuốc kháng sinh mà có gây ra nhiều tác dụng phụ. Đến năm 2009, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh
đã chính thức ký hợp đồng chuyển giao sản xuất và phân phối sản phẩm thuốc ho Aztec cho công ty cổ phần dược phẩm OPC. Trải qua một quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất hiện đại, ngày 15 tháng 4 năm 2010, OPC đã chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp số đăng ký và giới thiệu ra thị trường một sản phẩm siro ho sử dụng được cả cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mang tên siro ho Aztec. Siro ho Aztec ưu điểm là chiết được tinh chất cao dược liệu, có hiệu quả trị liệu, kết hợp sản xuất trên dây chuyền pha chế và đóng gói hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP, WHO. Thì dược liệu của chúng tôi khi được thu mua về sẽ được lấy mẫu. Thì quá trình lấy mẫu đạt thì sẽ đưa vào một cái quy trình sản xuất. Thì đầu tiên là mình rửa. Rửa thì xong qua tới hệ thống chiết xuất đa năng và hệ thống cô giảm áp. Hệ thống này, nguyên cái quy trình này mình sẽ được thực hiện trong hệ thống kính. Thì cái sự cô giảm áp này để nhằm mình là được chiết kiệt được cái hoạt chất trong dược liệu, thì sẽ nâng cái chất lượng của cao dược liệu. Thì sau khi mình cô xong mình sẽ lấy dịch. Thì cái dịch cô đó sẽ được lấy đạt theo cái tiêu chuẩn là dược điển Việt Nam 4. Thì nếu mà đạt thì mình sẽ đưa qua đóng gói. Đóng gói rồi sẽ nhập kho. Thì cao này mình sẽ được bảo quản ở cái kho đạt vi sinh với nhiệt độ là dưới 25 độ C và độ ẩm dưới 70%. Cao có đóng vai trò là khi cái chất lượng của sản phẩm nó là cái hoạt chất chính trong cái sản phẩm của mình, thì nó sẽ quyết định được cái tác dụng của cái điều trị của sản phẩm. Siro này đã được sử dụng tại Bệnh viện Nhi Đồng từ rất là lâu. Các anh chị bác sĩ cũng như là những nhà nhi khoa rất là tâm đắc về cái loại siro ho này, vì siro ho này nó có tính an toàn rất là tốt, tại vì được chế biến từ cái nguồn gốc thảo mộc và hiệu quả không những là giảm ho, giảm đau họng mà còn mang lại rất là nhiều cái tính an toàn cho bé. Thì khi những em bé bị ho, bị viêm đường hô hấp thì người ta sử dụng những cái loại này rất là phổ biến, sẽ giúp cải thiện dần những cái triệu chứng rất là làm cho bé khó chịu, ví dụ ho nhiều, làm ho ói ra hoặc là ăn uống rất là khó. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng loại thuốc ho này thì trong cái thuốc ho này nó không có những cái thành phần có thể gây hại cho bé, ví dụ như atropine hoặc codeine, thì đây là những thành phần rất là nguy hiểm đối với sức khỏe của các bé. Các sản phẩm của OPC được người tiêu dùng và giới chuyên môn đánh giá cao, không chỉ bởi sự tin tưởng đối với một thương hiệu đã được khẳng định, mà còn bởi giá trị cốt lõi, chất lượng, an toàn, hiệu quả và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà sản phẩm đó mang theo khi bước ra thị trường. Bên cạnh những giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng 3, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, OPC còn nhận được rất nhiều bằng khen khác của cấp nhà nước, các ngành trao tặng. Các sản phẩm của OPC cũng nhận được nhiều các danh hiệu, trong đó năm 2014, OPC vinh dự được trao tặng giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt cho thương hiệu OPC và ba sản phẩm nổi bật là dầu khuynh diệp OPC, thuốc trị sỏi thận kim tiền thảo OPC và siro ho Aztec OPC. Đây là giải thưởng chính thức duy nhất của cuộc vận động Người Việt dùng thuốc Việt do Bộ Y tế phát động. Thì qua cái chương trình giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt, thì doanh nghiệp OPC chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng quản lý nhà nước sẽ quảng bá hơn nữa các chương trình truyền thông mang tính chất đại chúng như thế này đến với người tiêu dùng, để từ đó người tiêu dùng có cái nhìn khách quan hơn và tin tưởng vào chất lượng thuốc nội của Việt Nam hiện nay. Doanh nghiệp OPC cũng như là các doanh nghiệp khác đạt được giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt lần này rất mong muốn cơ quan chức năng quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Y tế, cần có những cái chính sách ưu tiên cho các sản phẩm đạt được giải thưởng Ngôi sao thuốc Việt được đưa vào hệ thống điều trị bảo hiểm y tế, để người dân có thể hưởng được những chính sách ưu tiên trong cái vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mình, và như thế cũng tạo được cái điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp dược Việt Nam trên con đường phát triển thuốc Việt. Ngành đông dược Việt Nam đang nhận được sự quan tâm sát sao, khuyến khích và hỗ trợ phát triển của chính phủ. Đó là động lực thúc đẩy ngành đông dược có những bước đột phá trong thời gian tới. Trafaco, con đường sức khỏe xanh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.